Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Yêu ai thì bạn sẽ được cưng chiều ha. À, và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp. Một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Và hôm nay mình có 3 lớp bài tượng trưng cho 3 tụ bài Đây là tụ 1 Tụ 2 Và tụ 3 ha Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1 Hi, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi yêu ai thì bạn sẽ được nuôi chiều ha. Và đây những cho bài chung ban nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. À, mình thấy ở đây các bạn tuổi một là những người sống rất là chính trực ha và các bạn cũng là một người rất là truyền thống các bạn có sự yêu thương ông bà cha mẹ à, đồng thời các bạn rất là giỏi ừ. các bạn tự kiến tạo mọi thứ bằng chính đôi bàn tay của mình và bạn có sự khôn ngoan có vẻ bề ngoài khá là hút mắt và được mọi người mến mộ ở đây thì mình thấy dường như trong cuộc sống của bạn, bạn rất là thích à, được đi đây đó trải nghiệm thế giới ha Một số bạn thì có thể là bạn đang ở nước ngoài hoặc là bạn là một người có cái duyên yêu xa đó Và bạn có thể là sẽ có rất là nhiều khả năng ha quen người nước ngoài hoặc là các bạn yêu à, cách xa hai quốc gia khác nhau ừ. Và đồng thời ở đây mình thấy các bạn là những người à, có thể là đã tìm thấy được con đường, đã tìm thấy được cái mục tiêu, mục đích sống thực sự của bạn là gì bạn là một người biết gọi là chặt ra con đường hướng đi cũng là một người biết suy nghĩ cho tương lai của mình ha một số bạn ở đây có thể là bạn đang gọi là chờ đợi một cái tin tức hoặc là bạn đang rất là muốn đi xa uh, để làm việc hoặc là có thể một số bạn các bạn uh, đã có những cái sự hoang mang trăn trở về một cái điều gì đó nhưng mà bây giờ mình thấy dường như các bạn đã tìm ra được cái ngọn đuốc ánh sáng của mình ha các bạn đã tìm ra cái giải pháp À, mình thấy dường như bạn có nhiều sự lựa chọn nhưng mà bạn có sự cân nhắc ha xem xét bạn là một người biết nhìn xa trong rộng cho nên đôi khi có thể là có nhiều đối tượng đến với bạn nhưng bạn có một cái sự suy nghĩ về đường dài ha à, rồi bạn có mới có một cái sự chọn lọc ai sẽ là cái người đi với bạn trong suốt hành trình kiểu như vậy và một số bạn ở đây các bạn rất là thích động vật môi trường ha là những người cực kỳ yêu thiên nhiên đặc biệt các bạn cũng rất là thích hoa lá cây cành đó uhm mình thấy thì có thể là các bạn đang rất là muốn gọi là xây dựng gia đình rồi ha à, nói chung là trong cuộc sống của bạn thì bạn cũng rất là cần một cái người có thể gọi là um, cùng chia sức nỗi buồn vui uh, với bạn và có một cái cuộc sống mà vững chắc vững chãi như bao người kiểu như vậy có thể một số bạn ở đây các bạn rất là thích ha có uh, hai đứa con một trai một gái hoặc là có một vài bạn là các bạn đã từng ly dị hoặc là cha mẹ đơn thân gì đó ở đây cũng rất là nhiều rồi để mình xem coi khi yêu ai thì bạn sẽ được cưng chiều ha. À, mình thấy cái người này thì có khả năng là họ rất là năng động đó ha. Và họ cũng là một người khao khát ước mơ có một cái cuộc sống gia đình trọn vẹn và đầy sự gọi là um, yên vui. Đây là một người có thể là họ hơi thẳng thắn hơi khô khang nhưng mà được cái cái người này họ có sự chân tình mình thấy dường như cái người này thì có thể là họ có sự cô đơn cũng uh, trong một khoảng thời gian khá là lâu đó và đối tượng này mình thấy dường như cũng có nhiều người ha chứ không phải là họ ế mà họ có nhiều sự chọn lựa nhưng mà cái người này họ có một cái tiêu chuẩn riêng họ không có dễ dàng yêu một ai đó ừ. khi nào mà thực sự ai đó khiến cho họ rung động thì họ mới có một cái sự muốn gắn kết tâm hồn chứ người này mình thấy dường như là họ cần một cái người có cái sự đồng điệu với họ ha dù có thể là một cái nàng tiên cá ở gần bên họ đi chăng nữa, một người rất là đẹp đi chăng nữa à, Hoặc là một hoàng tử đi chăng nữa Thì cái người này dù cho họ không yêu thì họ cũng không có cảm giác gì hết ừ. Người này mình thấy dường như họ đã từng bị mắc kẹt trong một cái câu chuyện tình yêu nào đó Hoặc là có thể trong cuộc sống của họ, họ đã từng có những cái sự hoang mang Không biết tương lai sẽ đi về đâu, mọi thứ nó sẽ tiến triển như thế nào Hoặc là mình có gặp được một cái người thực sự yêu thương mình thật lòng hay không ha đây là một người có một cái sức bền bỉ, có cái nội tâm nội lực rất là lớn và có ý chí kiên cường và cái đối tượng này mình thấy họ sống thì họ có sự tập trung vào bản thân và sức khỏe rất là nhiều và gia đình nữa ừ. người này mình thấy có thể là họ cũng có nhiều người xung quanh cũng có gia đình bảo bọc ha quan tâm nhưng mà đối với họ mình thấy dường như họ luôn cảm thấy lạc lõng luôn cảm thấy thiếu vắng ở đây rồi để mình xem coi đối với những bạn nữ xem trải bài các bạn mang năng lượng nữ á thì yêu ai thì bạn sẽ được cương chiều thì các bạn nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn năng lượng nam xem cho bài thì các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha à, mình thấy có thể có một vài bạn các bạn đã kết hôn rồi ha thì có thể là cái đối tượng đó là cái người phối ngẫu của bạn đó Ừ À, mình thấy có thể cái đối tượng này như mình nói họ đã từng ly dị Hoặc ừ, họ đã từng có những cái những cái sự cố nào đó ha, Diễn ra một cách bất ngờ trong cuộc sống của họ Đã từng đi qua dông bão cuộc đời ha. Và đây là một người có thể cũng có nhiều tiền nhiều bạc đó Người này mình thấy dường như là họ có một cái sự um, kiên định ha. Họ thông minh, họ có khả năng nắm bắt thông tin rất là nhạy bén Và cái người này thì mình thấy họ có cái sự gọi là chính kiến riêng lập trường riêng và không ai có thể dễ dàng dao động họ hoặc đây là một người có khả năng độc vị người khác cho nên là không ai có thể gọi là khiến cho họ bị mắc lừa họ đã từng trải qua rất là nhiều biến cố rồi cho nên họ biết đâu là người thật lòng đâu là người gọi là gió trá người này thì mình thấy họ có một cái chí hướng họ có sự tập trung vào tiền bạc tài chính họ rất là yêu mẹ của mình ha và đối tượng này thì nói chung là họ cũng rất là cần một cái người vợ có khả năng nâng khăng sửa túi một cái người mà gọi là thấu hiểu họ chân thành với họ quan tâm họ nha yeah. người này mình thấy dường như họ đã từng gọi là có một cái mối quan hệ với một cái người mang năng lượng nữ nhưng mà cái người đó khá là lý trí khá lạnh lùng khá khô khan hoặc là khá là đa nghi à, luôn có những cái sự tranh cãi gì đó cho nên cái người này họ có sự rời đi và um, khi mà họ rời đi thì có thể là họ cũng tổn thương nhưng mà cái người này mình thấy là họ có sự dứt khoát khi mà một ai đó mà gọi là họ cho nhiều cơ hội mà không biết thay đổi thì cái người này họ sẽ thực sự gọi là buông bỏ cái cơ hội đó ha kiểu như vậy người này mình thấy có thể là dù cho họ là một người cũng khá là trưởng thành ha vững vàng rồi nhưng mà dường như là họ cũng rất là chủ động trong cuộc sống khi mà, mà họ vẫn còn có cơ hội kiếm tiền Họ vẫn còn có khả năng gọi làm việc Thì họ sẽ dốc hết sức mình à, Chứ họ không có kiểu gọi là lười biếng đâu ừ. Ừ, Người này mình thấy họ có sự quan trọng về gia đình đó ha à, Họ luôn coi gia đình là số 1 của họ ừ, Có thể ở đây cũng là một người ít bạn bè ha, Có sự chọn lọc bạn bè yeah và mình thấy dường như là công việc của họ liên quan đến điện thoại có thể là liên quan đến trực điện thoại nè hoặc là công việc kinh doanh hay gì đó luôn có sự dính chặt với điện thoại ở đây các bạn có sự liên hệ liên kết với nhau qua điện thoại rất là nhiều nói chuyện qua điện thoại hoặc một số bạn như mình nói là số các bạn là yêu xa ha từ này mình thấy khả năng là họ có sự trao dồi cái khả năng giao tiếp của họ đó ừ. và đây mình thấy uh, đây là một người có khả năng họ cũng thích shopping, họ cũng thích mua sắm ha. À, và họ cũng là một người gọi là biết gọi là chú chú ý có sự gọi là quan tâm với những gì mà thực sự phù hợp với họ. Nhưng mình nói đó, họ có tiêu chuẩn riêng, chứ không phải là ai họ cũng thích, ai họ cũng yêu, ai họ cũng có một sự dễ dàng trao tình cảm. Ừ. Họ cũng là một người <laughs> kỹ tính ha. ở đây mình thấy có thể có một vài bạn nữ các bạn phải cương chiều bản thân bạn trước bạn phải gọi là tập trung nâng cấp bản thân ha yêu thương bản thân của bạn thì bạn mới gặp được cái người gọi là yêu thương mà thật lòng nha bạn nâng cao giá trị của mình thì người ta mới trân trọng giá trị của bạn và có một cái sự nể phục ngưỡng mộ và yêu bạn ha, một cách gọi là gắn kết à, đối tượng này mình thấy có khả năng là họ có tập thể dục họ có gọi là chú ý đang tâm đến cái sức khỏe thể chất ha về cái um, dáng à, vẻ bề ngoài của bản thân ha mình thấy là như vậy và đây là một người rất là thích đi biển à, họ thích dành thời gian uh, tĩnh lặng hoặc là đôi khi cái người này họ kiếm tiền nhiều là họ cũng biết gọi là tiêu tiền cũng biết gọi là tận hưởng cuộc sống chứ không phải là kiểu người gọi là uh, sống chết uh, với công việc uh, với tiền bạc à. và người này thì mình thấy họ là một người bạn đáng tin cậy của người khác ha hoặc là trong cuộc sống của họ thì họ cũng có một vài người bạn đáng tin cậy ở đây À, và đây là một người có thể gọi là tạo cho người khác cảm giác gọi là tín nhiệm ừ. và họ cũng cần một cái người gọi là đáng để họ tin cậy và có sự yêu đương họ yêu thương họ thật lòng ha điều này mình thấy nói chung là họ không có quá nhiều cảm xúc ở bề ngoài ha họ rất là kiên định và đôi khi họ nhìn có vẻ hơi khó nữa ừ. và đôi khi họ không có thể hiện quá nhiều cảm xúc ở vẻ bề ngoài đây là một người mang một cái nguồn năng lượng trẻ trung ừ, có thể là đôi khi có thể là họ trẻ hơn cái nguồn năng lượng của họ trẻ hơn bạn có kể là bạn chính chắn trưởng thành hơn họ ha, kiểu như vậy ở đây cái người này họ sẽ cương chiều bạn như thế nào <laughs> ở đây mình thấy cái người này là họ là luôn khiến cho bạn vui bạn hạnh phúc là họ vui họ cũng cố gắng có thể là họ rất là bận rộn nhưng mà họ cũng cố gắng sắp xếp thời gian công việc để có thể có được cái thời gian chất lượng bên bạn hoặc là có khả năng gọi là nói chuyện trò chuyện với bạn ừ. và họ luôn quan tâm họ luôn đặt bạn là cái vị trí ưu tiên hàng đầu ha các bạn nào mà yêu xa thì cái khả năng là cái người này họ sẽ sắp xếp công việc để thể là đi du lịch với bạn về bên bạn và khi mà yêu thì mình thấy người này họ cũng lên kế hoạch cho cái tình yêu này họ xem bạn là thế giới của họ là những gì tốt đẹp nhất và bạn chính là cái ngôi sao ha, trong lòng họ và ở đây mình thấy dù cho bạn như thế nào họ vẫn yêu họ vẫn thương và cái người này họ luôn hoạch định cái tương lai cho tình yêu này ha mình thấy là cái người này khi yêu họ sẽ cam kết họ sẽ muốn đi đến kết hôn với bạn ha xây dựng nhà cửa gia đình ở đây mình thấy có khả năng là cái người này với bạn khi mà kết hôn họ sẽ xây nhà xây cửa ha, cho bạn và đồng thời sẽ có rất là nhiều khoảnh khắc hạnh phúc với nhau nói chung cái người này họ khi mà còn trẻ thì độc thân thì họ sẽ chú trọng vào kiếm tiền ha để khi mà kết hôn rồi thì họ sẽ cho bạn một cuộc sống thoải mái không quá lo lắng về vật chất tiền tài à, và thậm chí họ còn mua sắm cho bạn ha rồi cho bạn một cái gia đình yên ấm à, gắn kết và có sự gọi là trọn vẹn và ừ. người này mình thấy có khả năng là họ cũng mua hoa lá gì đó tặng cho bạn rồi đó ha thật thậm chí là có thể là hỗ trợ tài chính cho bạn rồi ở đây mình thấy có thể là họ hơi nghiêm túc nhưng mà đối với bạn thì họ sẽ khá là vui tính hài hước làm cái điều gì đó cũng khá là um, ngộ nghĩnh để cho bạn vui bạn cười ha và ở đây thì mình thấy cái người này họ hứa thì họ sẽ làm họ sẽ hành động chứ không phải là họ chỉ uh, quan bạn rồi họ lên kế hoạch thì họ không hành động họ sẽ hành động ừ. đây là một người đã nói thì sẽ làm cho bạn được ha và trong đầu họ luôn nghĩ đến bạn uh, mọi lúc mọi nơi uh, mình thấy là như vậy và họ luôn rất là muốn ở gần bên bạn để có thể gọi là uh, biết bạn cần gì muốn gì uh, để họ có thể chia sẻ cho bạn ở đây uh. và họ luôn có sự âm thầm theo dõi bạn ha dù cho các bạn không có nhiều thời gian cho nhau nhưng mà cái người này cái tâm họ hướng về bạn ừ, cái suy nghĩ của họ hướng về bạn và dù cho trong cuộc sống của họ có nhiều người gọi là ừ, người đẹp ha giống như đây nè à, họ gặp nhiều người xinh đẹp có sự gọi là dàn trận trước mặt họ nhưng mà cái người này mình thấy họ quay lưng đi họ không có để ý mà họ chỉ quan tâm đến bạn thôi ừ. họ để những cái người đó sau lưng ha họ không có quan tâm và cái người này mình thấy họ rất là sợ bạn rời đi khỏi cuộc sống của họ đó ừ. à, khi mà bạn rời đi là cái người này họ sẽ trông trên liền ha à, ở đây mình thấy khả năng cái đối tượng này họ không có quá gọi là dư cân đâu họ vừa người ha ừ. rồi cao ráo ăn mặc thì kín đáo lịch sự tinh tế và có một cái sức khỏe tốt à, có thể cũng có mũi cao đó ha khuôn mặt thì điềm đạm ừ. ít nói nhưng mà thể hiện là một cái người gọi là đàng hoàng à, chính trực ừ. Rồi để mình xem đó với bạn nam xem trả bài thì yêu ai thì bạn sẽ được cưng chiều ha à. Mình thấy người này là một người họ rất là thích làm từ thiện đó ha? Họ thích cho đi, họ thích giúp đỡ trẻ em Đây là một người có một cái sự gọi là có một cái um, lòng tốt à, Và người này mình thấy dường như là họ rất là sáng tạo ha Những gì mà họ kiến tạo nên trong cuộc sống của họ là họ phải luôn cố gắng nỗ lực hết sức mình Họ có sự tập trung à, vào những gì mà họ thực sự khát khao và người này mình thấy dường như là Chính bạn là cái người gọi là thu hút họ vào trong cuộc sống của bạn Hoặc là hai bạn có sự kêu gọi nhau à, Kêu gọi linh hồn của nhau đến để tìm gặp nhau á như vậy Đây là một người rất là yêu hoa hồng Họ rất là yêu hoa lá cây cành rồi đó ha Và mình thấy họ cũng có rất là nhiều điểm tốt Và họ có biết sự biết sử dụng, biết vận dụng những cái khả năng, tài năng của bản thân Để có thể vươn tới cái thành tựu thành công và được nhiều người ngưỡng mộ, bến mộ à. Đời này mình thấy dường như họ cũng có những cái tình yêu nghiệp quả gì đó ừ. thì có thể khi mà họ trả xong á, thì họ mới gặp được bạn ha à. ở đây mình thấy có thể là họ cũng là một người có một cái sứ mệnh gì đó ha à, cái ví dụ là như họ cũng muốn nó đem đến những cái điều tích cực cho cộng đồng cho mọi người cho cuộc sống này tốt đẹp hơn hành tinh này gọi là xanh sạch đẹp hơn kiểu như vậy và đây cũng là một có một cái tiếng nói trong rõ hoặc là có khả năng truyền cảm hứng nâng đa cao những cái niềm ấm áp sự hạnh phúc ha ừ người này thì mình thấy khuôn mặt rất là khả ái và họ rất là biết cách ăn mặc mua sắm rồi đó ha họ biết cách gọi là làm đẹp cho bản thân của mình tôn vinh những cái tôn lên những cái ưu điểm của họ à, và có thể cái người này họ rất là thích màu vàng hoặc là màu trắng màu xanh da trời vân vân họ là họ rất là thích đeo trang sức ha thích mua vàng và ở đây mình thấy có thể là đây là một người có thể là đôi khi họ cũng hơi con nít một chút hoặc là đôi khi họ cũng hơi nóng tính nhưng mà cái người này mình thấy là họ cũng biết kiểm soát bản thân À, kiểm soát suy nghĩ của mình để chững chạc hơn và có thể trong cuộc sống của họ cũng hay bị người khác công kích nó tới nói lui nói này nói nọ à, nhưng mà đây là một người dường như họ có sự tập trung họ tập trung và mong muốn ước mơ chứ họ không có tập trung vào những cái người gọi là không có giá trị cho nên là mình thấy họ mới thành công nè ừ. họ có sự rút lên kinh nghiệm cho bản thân của mình rất là nhiều đây là một người khi mà đã thật sự mong muốn là sẽ kiến tạo ha một người có tiềm năng rất là vô hạn bất ừ, là rất là giỏi đó và có khả năng là họ cũng rất là thích những cái bộ phim liên quan đến phép thuật hay gì đó. Hoặc là họ có sự gọi đam mê nghiên cứu về tâm linh tinh thần nữa. Ừ. Một số bạn có thể các bạn quen người này qua một cái trang mạng kết nối cộng đồng ở đây ha. Hoặc ừ. là các bạn nói chuyện qua điện thoại khá là nhiều. Và cái người này mình thấy họ đôi khi cũng là một người khá là hiếu kỳ. Đôi khi cũng là một người khá là đa nghi. Ừ. Cái gì họ không hiểu hoặc là họ muốn tìm hiểu một ai đó. Họ sẽ muốn gọi là biết từ a à, đến z ha họ biết hết muốn biết hết tất cả cái um, nguồn gốc uh, mối quan hệ xung quanh vân vân ừ. từ này mình thấy họ có một cái nụ cười um, không có gọi là quá tươi đâu họ cười mỉm chi thôi ha họ rất là nghiêm túc hoặc họ là họ là một người kiểu như là có một cái sự tao nhã đó ừ. Oh, và cái người này mình thấy có khả năng là họ có môi trái tim rất là đẹp nha họ có hàm răng rất là trắng ừ. họ là cũng là một người biết chấp nhận uh, chấp nhận mạo hiểm ha, để thành công chẳng hạn vào ừ. wow, cái người này có khả năng họ là một người có khả năng chữa lành có thể là họ là một, là một bác sĩ ha hoặc là một cái người làm trong lĩnh vực liên quan đến chữa lành chẳng hạn họ có khả năng tự chữa lành cho bản thân của mình ừ. cũng có kiến thức sơ sơ về vấn đề gọi là uh, chữa lành hoặc là y tế gì đó ừ người này là một người mang cái nguồn năng lượng lửa rất là cao ha họ đầy nhiệt huyết hoặc đầy sự sáng tạo đầy sự năng động trong cuộc sống à, và đôi khi cũng hơi rất là nóng tính à, họ có sự chịu trách nhiệm cho cái uh, quyền lực của mình cho cái um, hành động của mình ha nói chung là họ làm sai thì họ sẽ nhận chứ họ không có sự gọi là trốn tránh ở đây ở đây mình thấy họ cuộc sống của người này có sự chuyển hóa rất là mạnh mẽ đó ừ. họ vượt qua được những cái thử thách trong quá khứ nói chung cái người này cuộc sống họ cũng không phải là họ là một người hoàn hảo ngay từ đầu đâu họ cũng có những cái điều cần phải thay đổi điều chỉnh bản thân ha có khả năng là lúc còn trẻ trâu thì hơi nóng tính hơi bóp đồng rồi đôi khi con nít <laughs> nhưng mà sau đó rồi bị cuộc đời bài học kinh nghiệm bùi dập lúc đó người này họ có thêm nhiều cái trải nghiệm sống rồi từ đó họ cố gắng gọi điều chỉnh gọi là uống nắng bản thân của mình tốt hơn ha kiểu như vậy đây là một thiên thần trái đất à, cái người này họ rất là yêu môi trường yêu cuộc sống này họ rất là muốn cống hiến là những điều tích cực để cái để cái hành tinh này xanh sạch đẹp hơn à, mọi người sống tốt đẹp hơn cho nên có khả năng họ dùng những cái trải nghiệm, kinh nghiệm lời ăn tiếng nói hoặc là chia sẻ những cái điều tốt đẹp cho mọi người ha để nâng cao tinh thần nâng cao ý thức ở đây mà người này mình thấy là họ là một người có khả năng bảo vệ người khác Hoặc là họ có khả năng bảo vệ chính bản thân của mình Họ được ơn trên bảo vệ, được các thiên thần bảo vệ ha. Ừ. Họ có một cái nguồn năng lượng rất là sáng nha À người này mình thấy khi yêu họ có xu hướng yêu đậm sâu và họ có khả năng rồi đáp ứng những cái mong muốn của bạn bởi vì có thể là khi gặp bạn họ cảm nhận như bạn chính là những cái mẫu người mà họ thích họ cần ha cho nên họ cũng rất là ưu ái đến bạn và cái người này thì khi yêu bạn thì họ sẽ có sự đầu tư vào mối quan hệ này ha đầu tư thời gian đầu tư thanh xuân tuổi trẻ à, và họ có sự nâng niu tình yêu này họ có một cái sự gọi là vững chắc họ không phải là yêu bạn rồi họ có sự nên bắt cá nhiều tay ha mặc dù họ là một người rất là được nhiều người săn đuổi nhưng mà họ yêu thì họ yêu rất là thật lòng. Ở ừ. đây mình thấy khi mà yêu nhau cái người này họ sẽ rất là <laughs> tự tin với bạn nói chung là đối với người khác thì họ có sự hơi gọi là kính cổng cao tường hơi kính kẻ một chút nhưng mà đối với bạn cái người này họ có sự kiểu thoải mái ha bên bạn thể hiện cái nét đẹp thể hiện cái sự gợi cảm nhất cho bạn bị gọi là đê mê bạn bị cuốn vào cái tình yêu này kiểu như vậy ừ. và người này thì mình thấy họ sẵn lòng ha đáp ứng những cái mong ước nhu cầu gì đó của bạn ha một cách thoải mái nhất ừ. đặc biệt là trong chuyện tình yêu chuyện gọi là 18 cộng thì cái người này dường như là họ cũng rất là gắn kết và hợp với bạn trong cái mảng này nữa đó À, người này thì mình thấy họ sẽ cố gắng rất là nhiều cho cái tình yêu mặc dù có thể là tình yêu này cũng có nhiều thử thách gian nan phải là về à, khoảng cách hoặc là về những cái điều bên ngoài ảnh hưởng nhưng mà người này họ luôn quyết tâm với cái tình yêu này ha luôn cố gắng bền chặt với bạn ừ, và họ cái người này mình thấy là họ sẽ có một cái sự quan sát bạn xem cái cách bạn yêu họ như thế nào thì họ mới đầu tư thật sự trong tình yêu này chứ không phải là người này họ có một sự Uh, lao vào ha, lao vào yêu bạn một cách mãnh liệt như vậy mà họ sẽ quan tâm xem xét bạn có thực sự đầu tư hay không nữa đây là một người rất là khôn ngoan có thể là cũng đã trải nghiệm nhiều rồi cho nên là họ kỹ ừ. Người này khi yêu mà họ không thấy bạn đầu tư gì hết, bạn không cố gắng ha Thì có khả năng là cái người này họ sẽ rất là dễ dàng nản Và họ sẽ uh, lắng nghe con tim của mình ha ừ tìm một người thực sự yêu thương họ thật lòng nha à mình thấy là như vậy ừ. và trong tình yêu này họ không có đòi hỏi bạn gì hết mặc dù có khả năng là họ cũng cần họ cần bạn là cái sự quan tâm của bạn sự yêu thương của bạn sự cố gắng uh, sự gọi là rõ ràng của bạn uh, đây là một người làm ra tiền bạc mà cho nên là trong tình yêu này họ không bắt ép bạn phải mua này mua nọ mua kia cho họ hoặc là cho tiền gì hết mà cái người này họ chỉ cần một cái sự nghiêm túc của bạn và cái một cái sự gọi là rõ ràng cũng như có tương lai trong cái mối quan hệ này ha mình thấy là như vậy ừ. cái tình yêu này thì mình thấy có khả năng là như mình nói đó quan xa hoặc là có một cái điều gì đó mà các bạn thiếu cái sự gần gũi với nhau ha, cho nên vào cái tình yêu này lúc đầu có thể là các bạn nam các bạn có một cái sự đơn phương hoặc là yêu các bạn nữ trước ừ nói như vậy tình yêu này cần phải có nhiều cái sự gắn kết tâm hồn thể xác thì nó mới có một sự gọi là uh, giữ cho mối quan hệ này nó bền lâu ha uh, kiểu như vậy và trong mối quan hệ này thì mình thấy gần như là các bạn là những người thích tĩnh lặng các bạn thích uh, có không gian riêng trong cái tình yêu các bạn có khả năng là thích gọi là đi trốn cùng với nhau đến một nơi nào đó gọi là yên bình ha <laughs> nhắc kết nối với thế giới với cuộc sống với công việc để có thời gian hạnh phúc bên nhau uh, kiểu như vậy và this could be the one đây có thể là the one của bạn là định mệnh của bạn luôn ha à, và khi yêu thì các bạn sẽ rất là gắn kết với nhau và đây là một cái cặp đôi mà khá là uh, đẹp đôi đó ừ. gọi là các bạn nhìn rất là sang trọng ha các bạn biết cách ăn mặc à, rồi các bạn hợp thời trang nói chung là cặp đôi của các bạn có thể lăn là cũng được nhiều người ngưỡng mộ và cái tình yêu này được cái thiên thần dẫn dắt ha mang hai bạn đến với nhau à và có thể các bạn mang năng lượng nam rất là thích hôn tay của các bạn nữ đó ừ. và cả hai bạn đều mình thấy dáng dấp dáng vẻ bề ngoài của các bạn đều rất là đẹp chuẩn ha à, không có ai gọi là quá dư cân thừa cân hết ừ. và mình thấy có thể là các bạn cũng khá là giàu một cặp đôi <laughs> quyền lực giàu có bởi vì mình thấy ăn mấy các bạn ăn mặc à, rất là sang trọng hoặc là các bạn là những người à, có một cái gu thời trang gu thẩm mỹ cao ha mình thấy là như vậy tình yêu này mình thấy có thể là các bạn nên có sự cân bằng ha à, nói chung là mỗi người đều có cái giới hạn riêng thì các bạn tốt nhất là đừng có vượt ngưỡng giới hạn trong cái mối quan hệ của các bạn ví dụ như người yêu của bạn họ không thích điều gì đó thì tốt nhất là bạn đừng có làm à, kiểu như vậy ha và mình thấy cái đối tượng của bạn cũng như vậy đó à, có thể làm họ cưng chiều bạn nhưng mà đừng vượt quá cái sức chịu đựng không thôi là sẽ có một cái sự tác dụng phụ <laughs> mình thấy là như vậy rồi để mình xem cung hoàng đạo nó bật cho các bạn có thể là của bạn của người đó bạch dương nhân mã cự giải market sông ngư bọ cạp và bảo bình rồi chữ cá trong tên chữ f chữ u chữ x chữ y dài chữ m O, J, A, G, N, T Rồi để mình xem coi các bạn sẽ gặp khi nào ha ừ. Mình thấy có thể là một số bạn có sẽ gặp vào tháng 9 à, Một vài bạn có thể gặp vào tháng 9 ha ừ số bạn thì mình thấy khi gặp nhau các bạn có một cái sự khoảng cách gì đó Hoặc các bạn có sự phòng ngừa gì đó ừ. và ở đây thì mình thấy có thể là một vài bạn một năm nữa à. hoặc một số bạn ở đây một số bạn còn nhỏ nè còn đi học là mình thấy là như vậy thì đợi tới 9 năm nữa nha ở đây toàn là những người có công ăn việc làm rồi có kiến thức có sự độc lập trong cuộc sống rồi ha à. khi mà mình gọi là ở đỉnh cao và mình mới có thể gặp được một cái người thật sự nuông chiều mình còn mình chưa uh, mình chưa có được cái sự gọi là yêu thương bản thân thật sự ha ừ. thì có thể là ai đó họ yêu bạn chỉ nuông chịu vào ngay lúc đầu thôi còn lúc sau thì họ không có được như vậy như như vậy còn cái người ở đây thì mình thấy là có sự nuông chiều cho đến cả đời ha à. rồi mình xin kết thúc các bạn tuần một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn Hai xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi yêu ai thì bạn sẽ được luôn chiều. À, và đây hiện cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 2. ở đây mình thấy các bạn tụ hai là những người có khả năng là bạn cũng đã đạt được khá là nhiều cái thành tựu thành công gì đó trong cuộc sống của bạn rồi ha và mình thấy các bạn là những người rất là anh dũng rất là kiên cường trong cuộc sống và ở đây mình thấy các bạn cũng là một người có một cái nguyên tắc có sự đỉnh đạt ha. và bạn là một người đâu ra đó đàng hoàng bạn không có thích một cái sự dối trá hoặc là một cái sự trốn tránh trách nhiệm bạn làm việc theo một cái trình tự À, lớp lan nói chung bạn là một người có sự kỷ cương có sự kỷ luật bản thân rất là tốt và ở đây mình thấy là bạn khi yêu thì bạn cũng là một người rất là chân thành ha à, và bạn đang rất là mong muốn hy vọng có được một cái cuộc sống gia đình giàu có đủ đầy À, một cái cuộc hôn nhân hạnh phúc xứng đôi vừa lứa ha mình thấy là bạn cũng là một người có một cái sự gọi là quan tâm đến gia đình ừ, là một người có thể là khi bạn kết hôn bạn cũng uh, quan tâm mà cũng lo lắng mà cũng có sự gọi là hỗ trợ giúp đỡ cha mẹ của mình ha à, hoặc là cha mẹ hai bên nói chung là như vậy các bạn là những người kiểu như là uh, uống nước nhớ nguồn á ừ. ăn quả như kẻ trồng cây <laughs> các bạn luôn biết ơn người khác à ở đây mình thấy các bạn trong tình yêu có quá nhiều sự lựa chọn ha à, nói chung là bạn cũng là một người khá là đầu hoa ừ. hoặc là ở đây mình thấy có thể là bạn cũng có những cái tiêu chuyện tiêu chuẩn riêng để chọn người yêu một cái người có thể đi đến lâu dài với bạn ha kiểu như vậy và bạn là một người tử tế cho nên là bạn cũng không phải là kiểu người thích gọi là bắt cái nhiều tay ừ. ở đây mình thấy bạn quen ai thì bạn sẽ có một sự xem xét quan sát họ có khả năng vững chắc với bạn hay không rồi họ và bạn mới có sự gọi là đầu tư thực sự trong cái tình yêu này ừ. mình thấy dường như có một số bạn ở đây các bạn cầu xin ơn trên cầu xin vũ trụ rất là nhiều để gặp được cái người gọi là tâm đầu ý hợp một cái người mà thật sự gọi là biết thỏa mãn những nhu cầu của bạn ha biết quan tâm đến bạn kiểu như vậy và biết cưng chiều bạn rồi yêu ai thì bạn sẽ được cương chiều đây. À, mình thấy đối tượng này là một người có thể là họ cũng uh, có cái nguồn tài chính đó, họ có thể cũng rất là thích giúp đỡ mọi người xung quanh. À, mọi người có thể là có một cái uh, nguồn năng lượng thuần khiết, thanh tao ha à, và có thể trong cuộc sống của người này mình thấy dường như họ rất là cần những giấc ngủ, kiểu như họ làm việc quá nhiều ha à, hoặc là họ không có thời gian đi nghỉ ngơi luôn do công việc. À, Đòi hỏi họ phải luôn có một sự tập trung hoặc là nhiều cái um, trách nhiệm quá ở đây kiểu như vậy Và người này thì mình thấy là họ là một người khi mà quyết định điều gì đó thì họ sẽ suy nghĩ cân nhắc kỹ lưỡng nha Người này khá là lý trí, khôn ngoan à, và có sự gọi là tỉnh táo, trung thực và luôn biết mình cần gì muốn gì Đây là một người có chí hướng trong cuộc sống ha, không phải là kiểu người là ăn chơi bệ rạc tại vì mình thấy các bạn là những người mang nguồn năng lượng cao cho nên mình cũng thu hút được một cái người gọi là à, chỉnh chu như vậy ha và người này mình thấy dường như họ cũng có những cái nỗi buồn cũng có những cái sự sầu muộn gì đó và họ có sự gọi là giấu vào bên trong ha à, họ sống cũng khá là nội tâm kính đáo và kỹ lưỡng cẩn trọng và họ cũng là một người rất là có nhiều ý tưởng độc đáo và đa dạng à vừa này dường như họ có những cái sự mất ngủ hoặc là trong cuộc sống thì họ hay có những cái nỗi buồn vu vơ gì đó họ hay lắng nghe những cái sự tưởng tượng lo lắng gì đó của họ đó hoặc ừ, họ có một cái nỗi sợ hãi gì đó mà họ có sự giấu nhẹm trong lòng á rồi để mình xem coi à, đối với những bạn nữ bạn mang năng lượng nữ xem tra bài thì à, yêu ai bạn sẽ được cưng chiều ha thì các bạn nữ xem trao bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn nam xem trao bài cho nên là các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha đây mình thấy có thể là cái người này họ rất là cô đơn trong cuộc sống nha ừ, mặc dù có thể là có nhiều cái sự lựa chọn nhiều người nhưng mà mình thấy dường như họ có những cái tiêu chuẩn riêng gì đó và họ cũng không có thèm gọi là để ý tới ha kiểu như vậy ừ người này thì mình thấy nói chung là họ là một người lý trí, họ cũng là một người thích sắc đẹp nhưng mà phải gọi là hợp gu với họ nữa ha kiểu như vậy. Họ về tính cách, lối sống và ở đây mình thấy người này là một người cũng rất là năng nổ, nhiệt huyết. Họ thể là khi mà gặp bạn hay là họ đang cảm thấy cô đơn hoặc họ vừa mới kết thúc một cái mối quan hệ nào đó cũng rất là buồn á. Và ở đây mình thấy cái người này họ có một cái sự kiên định. Dưỡng dàng về mặt ý chí tinh thần là một người có khả năng cũng có quyền hành cũng có địa vị rồi cũng đạt được thành tựu thành công rồi và đối tượng này mình thấy có thể là um, bạn với họ thể là quen nhau là bạn bè hoặc là nằm trong cộng đồng gì đó ở đây hoặc có khả năng cái người này họ có học thức cao ừ. họ có kinh nghiệm trong cuộc sống họ cũng có một cái địa vị vững chắc rồi và có khả năng là họ có đạo hoặc là uh, đây là một người có thể là họ biết lắng nghe họ biết chia sẻ ha uh, có thể công việc của cái người này có sự hợp bàn rất là nhiều đó ừ. có sự hợp nhóm ở đây ha hoặc là trao dồi học hỏi nhiều hơn nắm bắt xu hướng mới kiểu như vậy luôn phải có sự đổi mới ở đây và người này mình thấy là họ biết gọi là phát triển tương lai và có thể họ luôn chọn được đúng cái con đường của mình cho nên mình thấy um, khi mà họ đi đúng đường rồi họ phát triển được nhiều nhánh um giống như cái cây này phát triển nè ha có nhiều nhánh gọi là đâm tròi ở đây nói chung là họ kiểu khi mà họ thành công một cái lĩnh vực này họ có khả năng từ cái lĩnh vực này họ vươn cao họ tỏa sáng thêm nhiều lĩnh vực khác và nó có sự liên quan đến công việc đó kiểu như vậy và người này mình thấy họ cũng có một cái nhu cầu khá là cao trong chuyện tình yêu hay chuyện tình ái nữa ha đây là một người mang cái nguồn linh nguồn năng lượng của một cái linh hồn cổ một người có rất bề dày kinh nghiệm trong cuộc sống Ừ. hoặc là họ sống cũng khá là cổ điển họ sống có sự gọi là nguyên tắc ha à, có trật tự cái cương chứ không phải là kiểu người à, sống một cách không có um, kế hoạch cho cuộc đời nghĩa như vậy ở đây mình thấy khả năng là họ có sự làm việc với kết nối mạng ha làm việc liên quan đến công nghệ liên quan đến máy vi tính khá là nhiều đó nha À, họ có khả năng làm những công việc mà liên quan đến phần mềm hay gì đó hoặc là họ luôn đòi hỏi và có sự cập nhật làm mới ừ. ở đây mình thấy người này họ cũng rất là thích shopping hoặc là họ hay đi shopping mua sắm hoặc hay đi gọi là sống một mình hay đi chợ rồi đó ừ. và họ cũng là một người biết những gì thực sự phù hợp với mình nói chung cái người này họ cũng kiểu như họ có tiền họ cũng mua những cái món đồ hay vật dụng nào đó thực sự gọi là tốt nhất cho họ đó ừ chứ mình thấy họ cũng không quá tiếc tiền cho bản thân ha cũng biết tận hưởng thụ hưởng ở đây ừ, và đây là một người có thể là họ được uh, gia đình những uh, người thân đã qua đời luôn ở bên họ luôn bảo vệ cho họ ha ừ, và giúp đỡ cho họ người này là một người sống một cái sự trọn vẹn nói chung họ có sự phát triển mặt tinh thần ha Ừ họ không có thích tranh cãi với người khác họ chỉ muốn có một sự ôn hòa hòa giải à, mọi thứ có sự gọi là hòa thuận đoàn kết với nhau à, họ không có thích đấu tranh không có thích gọi là gây hấn với người khác ha họ rất là hiền đây là một người rất là có nhiều tài năng kiến thức hoặc là à, họ là một người có khả năng là cũng có trực giác cao và có đôi bàn tay khéo léo á và mọi thứ họ tự kiến tạo nên ha họ rất là chịu học hỏi À, tinh thần cầu tiến và đây là một người có một sự chuyển hóa rất lớn trong cuộc đời của mình ha kiểu như vậy họ đã vượt qua được những thử thách trong quá khứ khi họ gặp bạn á ừ. đây là một cái người mà bạn đã manifest vào trong cuộc sống của bạn đó bạn thu hút cái người này vào trong cuộc sống của bạn hoặc là họ thu hút bạn vào trong cuộc sống của họ à, một số bạn chọn luôn tụ một tụ hai nè ừ. người này dường như cuộc sống họ cũng có rất là nhiều cái um, uh, phước lành ha ừ. và đây là một người có khả năng cũng khá là điển trai à và họ nhìn khuôn mặt của họ rất là điềm đạm và ít khi cười lắm ừ. nhìn họ lúc nào cũng nghiêm túc nhưng mà có vẻ hiền ha chứ không phải là một cái người hung hăng à thấy là như vậy người ừ, này thì mình thấy nói chung là họ cũng có một cái sự công bằng ừ. họ biết uh, lắng nghe mọi thứ từ hai phía à, chứ không có dội dàng gọi, gọi, gọi là có sự uh, có một cái sự gọi là kết luận ha à, một ai đó không đúng hay, hay gì đó nói chung là như vậy ừ. ở đây thì mình thấy cái người này họ sẽ cưng chiều bạn vì điều gì thì có khả năng là họ sẽ cưng chiều bạn ở cái là người này công việc rất là nhiều ừ, họ luôn phải công việc đòi hỏi họ phải luôn phải tập trung à, nắng nót tỉ mỉ nhưng mà họ luôn dành thời gian để nhắn tin cho bạn chứ họ không có bỏ rơi bạn ha lẽ lo cô đơn gì hết và họ tiến với bạn rất là nhanh ha Uhm, và người này có thể là họ khi yêu bạn họ sẽ có sự công khai mối quan hệ này và chỉ một mình bạn trong cái tâm trí của họ thôi và họ luôn có sự gọi làm uh, rất là muốn bạn nói 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 rõ, rõ ra những cái điều bạn muốn đó, để họ có thể đáp ứng được uhm. và ở đây thì mình thấy họ có sự cố gắng hết sức cho cái tình yêu này một số bạn là yêu xa cho nên cái người này họ sẽ tiến tới bạn một cách nhanh chóng ha đến thăm bạn À, có sự gọi là yêu quý bạn, trân trọng và giữ cái tình yêu này nó có sự gọi là bền vững. kiểu như là khi mà các bạn có những cái điều gì đó mà khó chịu với nhau, bạn có một sự muốn rời đi, cái người này không bao giờ muốn rời khỏi bạn, họ sẽ kìm giữ bạn, <laughs> họ sẽ cố gắng làm sao để có thể gọi là giải tỏa những cái phiền muộn giữa hai bên, ha. để hai bạn có sự rõ ràng và không có sự gọi là khó chịu với nhau. cái người này họ luôn có sự bình hòa. và ở đây thì mình thấy là họ cũng là một người làm ra tiền bạc tốt nhưng mà mình thấy là họ sẵn lòng ha để có thể chịu chi cho những cái buổi đi chơi của các bạn ha nói chung là cái người này uh, họ rất là hòa hợp với bạn nói chung là bạn muốn gì thì cái người này họ sẽ đáp ứng uh, cái mong muốn khát khao của bạn ừ. họ sẽ chi trả mặc dù họ rất là tiết kiệm đó nhưng mà đối với bạn thì họ không có quá gọi là uh, ki <laughs> bo thấy là như vậy và cái người này mình thấy họ có sự gọi là cho bạn một cái tình yêu cân bằng ha ừ. bình dững chứ không có một cái sự dễ lung lay mặc dù có thể là trong cuộc sống họ có rất là nhiều đối tượng đi chăng nữa thì cái người này họ cũng <laughs> quan tâm có mình bạn thôi ha. họ không họ không có để tâm đến một ai khác ừ. trong tâm trí của họ chỉ có một mình bạn và họ có sự quyết tâm một cái điều như vậy ừ. người này mình thấy ví dụ như bạn họ đi đâu đó mà bạn rất là muốn biết ha họ tình hình họ như thế nào bạn kêu họ chụp ảnh hoặc là báo cáo gì đó là cái người này họ sẽ sẵn lòng làm cái điều này họ không có thấy gọi là khó chịu hay gì hết nói chung là họ dễ tính ừ. và ở đây mình thấy họ cũng có một cái sự gắn kết với người thân gia đình của bạn những người thân xung quanh bạn à, cái người này thì mình thấy là có thể là họ sẽ khiến cho mọi người cảm thấy rất là ngưỡng mộ bạn ha, trong cái tình yêu này ừ. Ờ, rất là chịu chi nha. À mặc dù làm việc rất là nhiều nhưng mà cái người này cũng có lương cao, cũng có tài chính vững chắc. À cho nên là họ sẵn sàng ha, miễn cho bạn vui, Nguyễn cho bạn gọi là cảm thấy um, tự hào ha, kiểu như vậy. Tuy nhiên thì mình thấy có khả năng họ cũng sẽ nói lên những cái chính kiến của họ, những cái gì mà họ cảm thấy không tốt hoặc không kiểu như là cương chiều nhưng mà cái cương chiều mà gọi là có một cái sự đừng vượt quá giới hạn là được à, cương chiều mà bạn có sự gọi là làm quá hoặc là bạn có sự gọi là hơi uh, lấn lướt quá thì cái người này họ sẽ có thể họ sẽ nói ra họ sẽ có sự sòng phẳng ở đây à. người này thì có nguyên tắc riêng ha ừ. Nhưng mà những gì mà họ làm được cho bạn Họ sẽ cố gắng làm cho bạn được ha Kiểu như vậy Người ừ, này thì họ cũng có cái cái, cái sự chiếm hữu Nhưng mà họ nói lỏng Chứ họ không có quá gọi là chiếm hữu bạn Nói chung là họ trân trọng cái quyền tự do của bạn ha. Họ cho bạn gọi là làm những gì bạn mong muốn Nhưng mà Ở trong cái tầm kiểm soát của họ ha, Kiểu như vậy Rồi để mình xem coi đó Với bạn nam xem cho bài thì yêu ai Thì bạn sẽ được cưng chiều ha đây là một người rất là có sức hút và họ có khả năng là đã từng rơi cái mối quan hệ gì đó rất là tô xích đó người này mình thấy họ rất là kiều diễm ha hoặc là đây là một người có thể là họ cũng khá là sexy quyến rũ cuốn hút gợi cảm và người này mình thấy họ có sự thực tế họ biết làm ra tài chính tốt và họ là một người cũng có một cuộc sống khá đủ đầy người này thì mình thấy họ có một cái tiêu chuẩn riêng ha nếu mà muốn quen họ thì trước hết là bạn phải có việc làm phải có một cái chí hướng phải có một cái sự gọi là kiên vững và có sự độc lập trong cuộc sống đó, thì họ mới quen nha ừ. họ không có thích quen những người sống lệ thuộc người khác ha kiểu như vậy nói chung cái người này là một người cũng độc lập rồi ừ. cho nên à, họ có cái um, quyền ha quyết định ai à, có thể tiến bước với họ à, và đây là một người có nguyên tắc kỹ cương một người ít nói làm nhiều trung thực và họ có khả năng là cũng khá là nổi tiếng hoặc được nhiều người yêu thích được nhiều người biết tới họ mang cái nguồn năng lượng rất là thuần khiết và có khả năng là lem đến những cái niềm vui hạnh phúc cho mọi người kiểu như vậy có khả năng họ cũng rất là thích cho đi hỗ trợ giúp đỡ cộng đồng rồi đó ừ. à, người này thì mình thấy khả năng là họ có có trực chất khá là cao ha họ có đạo hoặc đây là một người có niềm tin sắt đá và ân trên ở đây mình thấy khả năng họ rất là bí ẩn Và họ là một người có khả năng quan sát có khả năng nhìn xem tướng rồi vị được người khác, à, đây là một người thích đọc sách, thích nghiên cứu và người này á, mình thấy họ có một cái nguồn năng lượng ha. Ừ. bề ngoài thì rất là chỉnh chu, rất là nghiêm túc, rất là thanh tao, thuần khiết. nhưng bên trong họ cũng có một cái sự hoang dã, <laughs> cũng có sự sexy gợi cảm. khi khi mà gặp đúng người rồi, cái người này họ sẽ thể hiện cái sự ngọt ngào đó ha. còn ở bề ngoài thì cái người này họ cực kỳ có một cái sự nghiêm túc ha à, và ít nói và có sự bí ẩn Ừ, và không có thích gọi là nói nhiều, à, không có thích thể hiện nhiều ha, kiểu như vậy. này có khả năng có làn da trắng. À, và ở đây mình thấy có thể là họ là một người bạn rất là đáng tin cậy của người khác ha, hoặc là bạn họ là một người kiểu như là có ít bạn nhưng mà toàn là những người chất lượng thôi. Ừ. họ là một người bạn có thể yêu và bạn có thể tin tưởng được đó đây cũng là một người được được uh, thiên đàng yêu thương ha, được ân trên yêu thương soi sáng hoặc là được người thân uh, đã qua đời rất là yêu thương và có sự gọi là phù hộ cho họ và ở đây mình thấy dường như là hai bạn ở đây dường như là tổ tiên đưa hai bạn tiến lại gần nhau thì phải có một cái sự kiểu như là kết đôi với nhau á. Nên này mình thấy có khá là đẹp ha và có thể là có một cái um, chân mày hơi cong ừ. và đôi mắt sáng ha và khuôn mặt thanh tú ừ. và ở đây thì mình thấy là họ rất là thích đi biển ha họ rất là muốn có nhiều thời gian để nghỉ ngơi để thoải mái tâm hồn cuộc sống bởi vì có thể là công việc rất là nhiều và họ luôn nỗ lực kiếm tiền và khi họ có tiền thì họ rất là mong muốn có được những cái chuyến đi để họ gọi là lấy lại năng lượng lấy lại sức sống á ừ. người này họ thích sự tự do họ không thích bị ràng buộc ha cho nên họ luôn cố gắng nỗ lực làm việc kiếm tiền để họ có sự tự do ha, cho bản thân của mình cho cuộc sống của mình người này mình thấy họ là một người thứ nhất là đòi hỏi bạn phải có sự trung thực cái đã họ cảm thấy bạn trung thực họ có thể gọi là um, kết nối tình yêu này được thì họ mới gọi là đầu tư vô ha họ mới có sự gọi là từ từ có sự nuông chiều ở đây thì thấy người này mình thấy là họ nuông chiều bạn điều gì đó là họ rất là chung thủy với bạn là trước hết và họ luôn có một cái sự ngọt ngào với bạn ha hoặc là đối xử với bạn rất là chân thành và ở đây bạn đối xử với họ như thế nào Vì họ có khả năng là trao cho bạn một cái tình yêu còn hơn như vậy nữa ừ. kiểu như bạn cho họ một họ sẽ cho bạn tới gọi là bốn ba bốn lần kiểu như vậy cái tình yêu họ có sự cao độ ở đây cho nên cái người này khi yêu trước hết là họ phải xem xét quan sát họ mới đầu tư vào tình cảm bởi vì khi yêu họ đầu tư rất là nhiều tình cảm sự quan tâm sự là chiều mến ha rồi mình thấy thì có thể là cái người này có nhiều sự lựa chọn nhưng mà họ chọn đi cùng với bạn họ cảm thấy họ có thể đi lâu dài đi xa xôi với bạn được À, và ở đây thì mình thấy là khả năng là họ khi yêu thì họ cũng quan tâm đến bạn rồi mua quà tặng cho bạn hoặc làm điều gì đó cho bạn vui ha cũng muốn thỏa mãn đáp ứng nhu cầu của bạn và họ đặt tâm tư tình yêu và họ đặt cả nguyên trái tim của họ trong cái mối quan hệ này rất là nhiều nha à, ở đây mình thấy có khả năng là họ rất là sợ cái sợ cái vấn đề gọi là bị phản bội người thứ ba cho nên là họ luôn có sự phòng ngừa ở đây ha À, luôn có những cái nỗi niềm gì đó mà che giấu á, kiểu vậy ừ. họ chưa giải quyết xong thì họ gặp được bạn rồi cho nên là đôi khi họ bị cái chứng kiểu bị tái phát ừ. yêu ai họ cũng lo sợ à, cho nên là họ rất là cần một cái sự quan tâm từ bạn cái sự chiều chuộng nâng niu từ bạn để giúp cho họ cảm thấy tốt hơn ổn định lại tinh thần ha kiểu như vậy và cái người này họ mình thấy họ cũng cố gắng cân bằng cũng cố gắng, cố gắng tiết chế bản thân để không có gây tổn thương cho bạn ừ bởi vì có thể là cái người này họ có một cái sự phụ thuộc cảm xúc cho nên họ có những cái vấn đề cũ á, chưa giải quyết xong mà họ rất là dễ gây tổn thương và khi mà quen bạn có khả năng là cái người này họ có sự kiềm chế lại cân bằng lại biết nhìn rõ nhìn đúng cho bạn không có gọi là quy tội bạn để khiến cho bạn tổn thương ừ. và mình thấy khi mà họ đã thấy bạn thực sự gọi là chân thành với họ là họ sẽ vô cùng gọi là dịu dàng nồng ấm với bạn mặc dù họ có khả năng ở bên ngoài họ rất là dứt khoát họ rất là quyết đoán họ rất là uh, nghiêm túc hoặc là khô, khô khan nhưng mà đối với bạn thì cái người này họ sẽ nhẹ nhàng ha, quan tâm thậm chí nấu ăn hoặc làm gì đó cho bạn cảm thấy thật sự hạnh phúc trong cái tình yêu này ừ. nhưng mà họ cũng cần bạn đối xử với họ như, như họ đối xử với bạn một cái sự công bằng cán cân công lý ở đây ừ. Người này thì mình thấy miễn là bạn chung thủy, bạn yêu họ thật lòng là họ sẵn sàng ha um, Sẵn sàng gọi là trao hết con tim cho bạn ừ. Ở đây mình thấy cái khả năng cái mối quan hệ này các bạn phải rời xa một cái người ép nào đó Một cái mối quan hệ cũ nào đó các bạn mới có thể gặp nhau được ừ. Wow reconciliation uh, một số bạn thì có khả năng khi mà quen nhau đó, các bạn cũng uh, dễ có những cái trạng thái như là nhắc kết nói chia tay tổn thương nhau rồi quay lại với nhau và họ luôn có thể là cho bạn cơ hội để quay lại ha ừ. cái người này thì dứt khoát vậy thôi nhưng mà thực sự khi mà bạn gọi là ngọt ngào bạn quan tâm bạn muốn có cơ hội là cái người này họ sẵn lòng cho cơ hội ha kiểu như vậy À, và ở đây mình thấy có khả năng một số bạn là người yêu kiếp trước tìm về nữa ừ. nếu như các bạn có một cái sự gọi là quen một cái người uh, cũ nào đó uh, mà họ không đúng với bạn ha, bạn không có muốn gặp cái người đó thì có khả năng là cái người yêu từ tiền kiếp tìm về với bạn chứ không phải là cái người đó à. đây mình thấy ha, bạn có một cái sự gắn kết tâm hồn thể xác rất là nhiều nha và cái tình yêu này các bạn có thể là học được cái bài học của sự tha thứ à, sự học hỏi từ những cái bài học đã qua và có sự tha thứ cho nhau ừ. cái tình yêu này mà các bạn cứ gọi là mang cái bài học cũ của bạn yêu như cái trạng thái cũ thì rất là dễ dàng gọi là tranh cãi và gây tổn thương cho cái người sau ha kiểu như vậy ở đây bạn được khuyến khích là hãy gọi là rời khỏi những cái gì mà gọi là không còn gọi là đem đến cho bạn hạnh phúc ha ừ. không có phù hợp với bạn đó ừ. cho nên là các bạn có quyền thay đổi đó ví dụ như bạn yêu ai bạn cảm thấy là ờ à, cái người đó không có tốt không có không có chiều bạn hoặc là họ không có quan tâm đến cảm nhận suy nghĩ của bạn thì bạn nên rời cái người đó thì bạn sẽ gặp được cái người gọi là thực sự dành cho bạn cái người thực sự gọi là biết lắng quan tâm và lắng nghe cũng như cưng chiều các bạn ừ ăn thu là bạn có uh, dũng cảm để có thể thay đổi được hay không thôi ha rồi để mình xem cung hoàng đạo nổi bật cho các bạn hay là của bạn của người đó nha thiên bình bảo bình kim ngưu bạch dương sông ngư nhân mã sử nữ ha rồi Chữ cái trong tên chữ Z chữ O chữ V chữ A chữ H R B phở C giờ hoặc D N Rồi để mình xem coi các bạn sẽ gặp cái người này khi nào À, ở đây mình thấy các bạn sẽ có khả năng gặp cái người này vào mùa thu Và có khả năng các bạn uh, là những người mới của nhau Kiểu như các bạn kết thúc một cái người cũ nào đó Mà không có đem đến cho bạn hạnh phúc thật sự Không phục vụ, không có phù hợp với bạn à, Và các bạn có thể là nói chuyện với nhau rất là nhiều Tìm hiểu về nhau Và thậm chí là một số bạn quen nhau trên mạng xã hội ha. Ừ. Và ở đây cái tình yêu này sẽ khiến cho bạn có sự đổi mới bản thân nữa đó Đổi mới cái cách thức yêu Ừ rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi yêu ai thì bạn sẽ được cưng chiều. Ừ. Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi nha Rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 3. Các bạn tuổi ba có thể là các bạn đang trong cái giai đoạn của sự đổi mới hoàn toàn ha, những cái gì mà được gọi là cũ, có thể là bạn đổi mới cuộc sống của mình à, Rời khỏi một cái tình huống nào đó, hoặc là một số bạn có khả năng các bạn đang tìm kiếm một cái đối tượng yêu thương mới kìa, chẳng hạn Một vài bạn ở đây các bạn đã từng rất là tổn thương, rất là đau thương trong cuộc sống, đã từng bị người khác gọi là đâm lén sau lưng hoặc là có một cái tình yêu nghiệt ngã nào đó Ừ đã từng chạm đáy rồi ha và mình thấy các bạn cũng là một người dù cho cuộc sống có sự đưa đẩy bạn rơi vào cái bí bách như thế nào thì bạn vẫn không để bản thân của mình trở nên gọi là mất đi cái sự tin tưởng vào một cái điều tốt đẹp sẽ đến ha kiểu như vậy các bạn là những người có cái đam mê có cái nhiệt huyết và bạn đã mong muốn cái điều gì đó thì bạn sẽ cố gắng làm cho bạn được dù cho có người chống phá cản trở thì mình thấy các bạn vẫn cố gắng quyết tâm và mình thấy có thể là các bạn đang đứng trước hai con đường hoặc là hai sự lựa chọn ha hai hướng đi nào đó ở đây hoặc là trong cuộc sống của bạn bạn có rất là nhiều sự lựa chọn trong tình yêu hoặc là trong công việc các bạn là những người có khả năng ha nói lên chính kiến suy nghĩ của mình một cách rõ ràng hoặc là các bạn là những người có giọng hát hay giọng nói hay và mình thấy dường như những cái sự tổn thương trong cuộc sống của bạn nó uh, đem đến cho bạn một cái sự đổi mới ha, về mặt tinh thần hoặc là biết nhìn nhận bản thân và sống một cách có giá trị hơn tích cực hơn ừ và bạn cũng có khả năng một vài bạn có bạn đã tìm ra được cái chân lý sống cuộc đời của mình là gì. Rồi để mình xem coi à, yêu ai thì bạn sẽ được cương chiều. Người này có tiền có bạc ha. Một người có khả năng làm ra tài chính tốt đó, à, là một người rất là trung thực, có trách nhiệm, có kế hoạch trong cuộc sống của mình. Và họ cũng có những cái nỗi niềm riêng, cũng có những cái nỗi buồn gì đó, cũng là một người khá là À, thăm trầm ít nói người này có thể là họ có nhiều đêm trằn trọc không có ngủ được và ở đây mình thấy họ có thể là có những cái sự mất mát ha và còn những cái nỗi ám ảnh gì đó nó nó dầm trong tim cái người này á và ở đây mình thấy có thể là họ có rất là nhiều khát khao ước mơ nhiều cái hoài vọng nhiều cái gọi là sự đam mê cháy bỏng gì đó họ có nhiều ý tưởng trong công việc ừ. có nhiều sự lựa chọn nhưng mà người này mình thấy dường như họ có sự yêu chân thành Ha, à, họ có yêu sự yêu bình vững họ có sự kiên trì bền bỉ ừ. và không có dễ dàng thay đổi ha kiểu như vậy trời để mình xem coi đối với những bạn mang năng lượng nữ xem cho bài thì yêu ai thì bạn sẽ được cương chiều thì các bạn nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn nam xem cho bài cho nên là các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha ở đây mình thấy thì có thể là một số bạn các bạn đã gặp nhau rồi hoặc ừ. là bạn đã là người yêu của nhau hoặc cái người này họ đã từng có những cái mối quan hệ yêu đương đã thấm thiết ừ. và họ là một người có một cái sự gọi là yêu thì cần một cái sự hòa hợp giữa tinh thần và thể xác nha và cái thể là cái người này họ cũng có nhiều mối tình nhưng mà họ đã rời đi khỏi những cái mối tình đó rồi ha? những cái mối tình mà nó không có kiên cố á. yêu một cách nóng vội á ha kiểu như vậy và người này mình thấy dường như là họ rất là giỏi họ rất là ngầu đó họ có khả năng gọi là biến hóa có khả năng gọi là thu hút những điều họ mong muốn trở thành sự thật đây là một người có kiến thức họ học rất là cao hoặc là đây là một người có thể là họ cũng biết lắng nghe người khác à, người này thì mình thấy có thể là họ đã học ra những cái bài học của chính mình rồi ha à, họ từng có những vấp ngã nhưng mà từ những vấp ngã đó thì họ trở nên gọi là trưởng thành hơn dưỡng dàng hơn biết suy nghĩ hơn và ở đây mình thấy có thể là họ cũng khá là thu hút người khác rất là nhiều điển trai nhưng mà có thể cái người này họ đã có tóc bạc rồi đó ừ. hay là họ cũng có đạo hoặc họ làm trong lĩnh vực liên quan đến giáo dục à, liên quan đến do dẫn dắt chương trình ha hoặc là chia sẻ kiến thức kinh nghiệm gì đó ở đây hoặc là công việc của người này luôn đòi hỏi phải có một cái sự họp bàn với nhiều người ừ. à, người này thì mình thấy dường như là họ đã từng phân dân ở ngã ba đường à, suy nghĩ một cái điều gì đó và chưa có thể dứt khoát được nhưng mà có thể là do hoàn cảnh tình huống ha họ cảm thấy cái gì đó mà không phù hợp thì họ dây dưa một thời gian rồi họ cũng sẽ rời đi à, đối tượng này thì mình thấy họ cũng là một người biết gọi là à, rút lui ha, tái tạo năng lượng khi mà cuộc sống của họ quá nhiều cái mệt mỏi nặng nề và họ cũng là một người gọi là biết suy nghĩ biết thay đổi góc nhìn của mình để suy nghĩ À, và ở đây mình thấy là làm bất cứ điều gì họ cũng sẽ quan sát xem xét như thế nào đó xem có phù hợp hay không hoặc là học hỏi kinh nghiệm từ những người khác để bản thân không có rơi vào cái dòng gọi là uh, thất bại kiểu như vậy người này mình thấy dường như họ hành động cái gì họ cũng từ từ hết ha họ suy nghĩ rồi họ gọi là lên kế hoạch rồi họ mới thành thành động chứ họ không có gấp vội gì hết ha kiểu như vậy và dường như cái người này họ luôn rất là cần cái thời gian để nghỉ ngơi cho bản thân của mình đó. ừ. người này mình thấy dường như là họ cũng uh, là một người thích uh, một cái không gian bình yên không có thích ở những cái nơi quá ồn ào náo nhiệt sôi động hay gì đó không có cái người này họ có sự tĩnh tâm có thể là họ cũng có sự gọi là tu tập ừ họ thích những cái gì có giá trị có văn hóa hay gì đó nó họ không có thích những cái nơi gọi là xô bồ ha kiểu như vậy ha họ làm gì cũng có cái kế hoạch có sự kỹ cương có trật tự hết không phải làm cái người gọi là thích một cái sự gọi là <laughs> ừ, hỗn loạn <laughs> họ không có thích uh, mọi thứ có sự kiểu như là cái người này họ ăn ở uh, họ rất là kỹ lưỡng ha ừ. Chứ họ không có thích những cái sự bừa bộn, Ừ à, đúng rồi đó. mọi ừ. người này họ rất là yêu âm nhạc, có thể là họ biết à, đàn guitar ha, họ có sự kết nối âm nhạc rất là mạnh mẽ và họ có sự tin tưởng và trực giác của mình nha. Ừ. họ được ơn trên soi sáng dẫn dắt để họ có khả năng có những cái hướng đi, những cái quyết định phù hợp và đây là một người cuộc sống họ cũng có những cái sự chuyển hóa rất là lớn và họ vượt qua được những cái thử thách trong cuộc sống, những cái quá khứ và họ có sự thay đổi bản thân của mình sống tốt đẹp hơn. người này mình thấy dường như là họ cũng um, ăn mặc rất là chỉnh chu rất là đàng hoàng ha tinh tế và có khả năng cái người này mũi cũng được cũng cao à, đôi mắt cũng khá là hiền từ và ở đây mình thấy cái khả năng họ trong cuộc sống họ hay dự tiệc hoặc là họ đã từng có những cái sự gọi là thích tiệc tùng nhưng mà quá khứ thôi ha nhưng mà thời điểm mà họ trưởng thành cái người này họ dường như họ không có còn thích quá nhiều cái sự ồn ào ha, kiểu như vậy. Họ có sự gọi là trân trọng giá trị bản thân của mình, tôn vinh giá trị của mình và ở đây mình thấy cái người này họ cũng có khả năng là sống biết sống ở hiện tại. Họ rất là thích tặng quà cho mọi người, thích giúp đỡ mọi người hoặc là họ cũng hay được người khác gọi là biếu quà tặng rồi đó người này có một cái sự gọi là nhiệt tình ha có một cái ngọn lửa đam mê rất là lớn trong tình yêu lẫn trong cuộc sống công việc họ có trách nhiệm cho cái công việc của mình người này là một người có cái quyền lực ha họ có cái sự gọi là đảm đương một cái trọng trách nào đó ừ. và họ làm việc luôn có trách nhiệm luôn đàng hoàng chứ họ không có sự gọi là bỏ bê à, hoặc là ham chơi không có ừ. người này khi mà gặp bạn là họ đã tổn thương rồi ha và ở đây cái người này họ sẽ cưng chịu bạn như thế nào <laughs> nói chung là mình thấy cái đối tượng này khi gặp bạn có thể là bạn là cái nhân vật mới trong cuộc sống của họ à, họ cảm thấy bạn giống như một ánh đèn ha soi sáng cuộc sống của họ với những cái điều kỳ diệu á ừ, và có thể là họ cũng lớn tuổi rồi mới gặp được bạn ở đây mình thấy thể là các bạn quen nhau môi trường bạn bè cộng tác cộng sự gì đó ha, hoặc ai đó làm mai thì họ cưng chịu bạn là cái người này họ cũng có phải có nhiều thời gian cho công việc à, nhưng mà dường như là họ cũng có sự sắp xếp cũng có sự gọi là dành thời gian để nói chuyện hoặc là nhắn tin hoặc là họ cũng có sự gọi là hay theo dõi quan sát hay xem xét hình ảnh của bạn ở đây mình thấy họ không có giỏi trong cái việc thể hiện tình cảm ngọt ngào quá nha người này dường như là giống như cái người mọt sách vậy đó họ luôn dành thời gian cho công việc cho cuộc sống và đôi khi có khả năng họ cho bạn cái sự cô đơn họ khiến cho bạn có cả cảm thấy cái điều đó nhưng mà thực sự là họ rất là bận ha, kiểu như vậy cho nên họ họ có trách nhiệm trong công việc mà nhưng mà được cái cái người này họ sẽ cho bạn một cái cuộc sống gia đình hạnh phúc nhiều tiền của à, thậm chí khả năng là họ sẽ cung cấp tiền bạc cho bạn mua những món quà những gì mà thực sự xứng đáng với bạn và thậm chí là cái người này họ sẽ có sự công khai cho mọi người biết cái mối quan hệ này à, và cho bạn một cái cuộc hôn nhân một cái đám cưới rình rang kiểu như vậy À, và ở đây bạn muốn gì thì bạn nên có sự nói rõ trao đổi với họ và họ thấy được ha, trong cái khả năng của họ họ sẽ làm hết sức mình để cho bạn vui ừ và ở đây mình thấy cái người này hơi già dặn ha đôi khi họ không có biết cách thể hiện tình cảm cho nên là đôi khi bạn cũng khó khó chịu cái người này họ cũng cố gắng học ở trên trang mạng hay gì đó để làm cho bạn vui đó cũng cố gắng uh, thay đổi bản thân ừ. nhưng mà đôi khi có sự hơi dụng về ha mình thấy là như vậy và cái người này đựng cái là họ không có quan tâm đến người khác họ chỉ yêu một mình bạn mà thôi à họ chỉ để ý đến mình bạn mà thôi và với công việc của họ thôi à ở đây mình thấy có khả năng cái người này họ làm việc và họ cho bạn giữ tiền đó à, mình thấy là như vậy ha à, cho bạn quản lý tài chính rồi để mình xem coi đối với những bạn nam xem cho bài thì yêu ai bạn sẽ được cưng chiều. Người này là một người thực tế ha, họ có một cái sự là tập trung cao độ vào những cái điều quan trọng đối với họ. Họ có rất là nhiều áp lực, nhiều trọng trách, nhiều công việc, nhiều gánh nặng họ ở sự ôm đờm công những cái điều mệt mỏi rất là nhiều có thể là do họ gọi là quan tâm đến nhiều người. Chuyện của ai họ cũng cố gắng ôm vào mình kiểu như vậy hoặc là họ có khả năng là có làm chủ, cho nên có nhiều cái công việc cần phải giải quyết. À, mình thấy ở đây Cái người này là một người Đã giành được khá là nhiều thắng lợi Thành công trong cuộc sống nha Họ cũng được người khác Ngưỡng mộ về cái tài năng Và cái sự gọi là Cố gắng kiên nhẫn của họ Tuy nhiên cái người này Có thể là thành công Trên đường đòi Trong công việc Nhưng mà trong tình yêu Thì có vẻ hơi lận đận Hoặc họ có những cái nỗi sợ Lắng lo gì đó Trong tình yêu nha ừ. Người này dường như Trong cuộc sống họ Họ chỉ để ý đến tiền Trong thời điểm mà họ gặp bạn thôi à, Tiền bạc và sự nghiệp Ừ có thể là từng tô xiết độc hại trong mối quan hệ nào đó rồi cho nên là dứt bỏ ra đi và tập trung vào bản thân yêu thương bản thân của mình ở đây là người có sự uy tín ha à, và có khả năng là có nguồn tiền khá là cao và có khả năng học kiếm được nhiều nguồn thu nhập khác nhau nữa ừ. ở đây mình thấy dường như là các bạn là những người rất là giỏi giang và các bạn gặp được nhau khi mà các bạn đã thực sự thấm thiếu mùi đời rồi các bạn đã thực sự học xong những cái bài học và các bạn có sự thu hút nhau Ở đây mình thấy khả năng họ cũng có cái cái nguồn năng lượng của một số chữa lành đó, họ có khả năng là làm những công việc mà liên quan đến chữa lành về mặt sức khỏe hay là tinh thần. Hoặc là cái người này thì mình thấy là họ có thể gọi là luôn cố gắng để có một cái cơ thể khỏe mạnh đó. Người này được ơn trên bảo vệ rất là nhiều ha. Họ được họ có khả năng bảo vệ người khác và họ được thiên thần bảo vệ cho họ rất là nhiều, họ có một cái ánh sáng có cái hào quang đó ở đây mình thấy họ có sự chú trọng vào việc gọi là chăm sóc cho cái body của mình ha à, để có một cái sức khỏe tốt, dễ da có thể là họ thích tập yoga à, luôn có những cái quyết định heo thì lành mạnh cho chính mình ha họ khi mà gặp bạn là họ đã biết yêu bản thân rất là nhiều rồi ở đây mình thấy người này họ rất là thích biển và họ rất là gợi cảm nha có làn da trắng mướt và có thể có một cái mái tóc dài xinh đẹp quyến rũ họ có sự xua theo dòng chảy cuộc sống Mà người này họ rất là yêu hoa ừ. người này có khả năng là nhìn đầy đặn ha à, sang trọng quý phái Chứ ngoài thì công và nhìn rất là nét phúc hậu ừ. và đây là một người có khả năng họ cũng rất là thích màu hồng người này mình thấy dường như là họ đã từng gọi là bị rơi vào những mối quan hệ mà tổn thương à và đây là một người có thể là họ có một sự gọi là cố gắng ha ừ. cố gắng giải phóng bản thân của mình ra khỏi những cái phiền muộn trong cái cảm xúc trong cái tình yêu ừ. người này mình thấy họ có khả năng gọi là đọc vị hoặc là thấu hiểu người khác rất là sâu bởi vì họ đã từng trải qua họ biết thấu cảm họ biết chia sẻ họ biết quan tâm ừ họ rất là dễ bắt bệnh cho người khác <laughs> những cái vấn đề bệnh tâm lý bệnh tinh thần ha tình yêu gì đó vân vân ừ. ở đây mình thấy khả năng lúc đầu cái người này họ hơi có sự cảm giác uh, hơi chống đói hoặc là họ có sự tranh luận với bạn ha ừ. để quan sát xem bạn như thế nào ha cái cách ứng xử đối đáp của bạn ra sao ừ và người này mình thấy có thể là họ quen ai cũng có sự tranh luận mâu thuẫn hết rồi chia tay hết ha nhưng mà khi mà quen bạn thì có thể cũng có nhưng mà cái người này họ có sự rút kinh nghiệm cho bài học khi mà quen bạn có thể họ họ đã học được cái bài học của mình rồi cho nên họ cố gắng tiết chế họ cố gắng đối xử với bạn bạn một cách gọi là công bằng nhất một cách ngọt ngào nhất chân thành nhất và bạn chính là cái người mới hoàn toàn của họ người này mình thấy khả năng là họ có sự gọi là nhìn nhìn quan sát cái cách mà bạn quan tâm đến họ như thế nào thì họ mới đầu tư trong cái tình yêu này và khi mà họ đã thực sự chắc chắn là bạn có sự quyết tâm cho mối quan hệ này và bạn không có gọi là quá gọi là gây hấn với họ ha bạn biết nhường nhìn là cái người này họ cũng sẽ đối xử với bạn một cách gọi là công tâm một cách gọi là cân bằng như vậy nói chung là bạn phải đầu tư thì họ mới đầu tư mình thấy là như vậy ha cái người này mình thấy họ sẵn lòng làm những cái điều mà khiến cho bạn cảm thấy thoải mái, thỏa mãn, hài lòng trong chuyện tình ái. À, hai bạn có sự gắn kết chặt chẽ và cái điều này với nhau. Ha. Trong tình yêu này đôi khi họ cũng có sự hận trách bạn hoặc là buồn bã gì đó hoặc có những cái sự lo lắng, nghĩ ngợi bởi vì có thể là do bạn bận rộn, mà không có nhiều thời gian dành cho họ đó. Cho nên đôi khi họ cũng muốn rất là muốn gây hấn ha để cho bạn có sự quan tâm họ hơn kiểu như vậy. Thì mình thấy là cái người này khi mà bạn đáp ứng đầy đủ như là bạn quan tâm, bạn chia sẻ câu chuyện rồi bạn cho họ hiểu tại sao bạn lại như vậy ha Tại sao bạn lại bận rộn mà không có thời gian cho họ Thì lúc đó cái người này họ có sự cam kết dưỡng bền với bạn Và chỉ yêu một mình bạn mà thôi ha Và họ sẽ dành tình cảm chân thành, ha hồn nhiên, vô tư và yêu một cách thật lòng với bạn Và cái người này mình thấy thì có khả năng là họ cũng À, bề ngoài thì có sự dưỡng dưng ha Nhưng mà bên trong họ quan tâm, họ yêu bạn Họ có sự gọi là đầu tư vào tình yêu này Đầu tư thời gian, thanh xuân, tuổi trẻ, tình cảm ừ. Người này là kiểu người gọi là thích trâu đi tìm cọc Không thích cọc đi tìm trâu cho nên là bạn phải thể hiện ha Ừ ở đây mình thấy cái người này ở đây mà mình thấy có thể là các bạn ở đây là những người có thể là trưởng thành rồi nhưng mà các bạn là những người có một cái vẻ đẹp không tuổi ha <laughs> ừ, các bạn là những người có cái sức trẻ có cái sự trẻ trung hơn so với tuổi à. và các bạn có sự gọi là chín chắn rồi ừ. ở đây mình thấy khả năng cái người này khi yêu bạn á, ha, um, thì có thể hơi khắc khẩu một chút nhưng mà trong tình yêu thì các bạn lại rất là hợp nhau về chuyện uh, um, tình ái kiểu ừ, như vậy họ sẽ cưng chịu ở các bạn cái mảng đó <laughs> ừ, nhưng mà bạn phải ngọt ngào phải chân thành với họ thì họ mới khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc được ừ express your love nè tình yêu này còn phải có sự gắn kết thể hiện ha quan tâm gắn kết và ngọt ngào với nhau có nhiều cử chỉ âu yếm với nhau thì nó mới um, trọn vẹn được và cái người này hai bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn nên có sự buông bỏ kiểm soát các bạn có sự kiểm soát rất là cao độ đặc biệt là các bạn mang năng lượng nữ các bạn càng kiểm soát cái tình yêu thì các bạn càng mệt mỏi và các bạn càng gọi là để cho mọi thứ diễn ra tự nhiên thì cái con đường nó càng rộng mở nó càng thoải mái êm ái ha Let your friends help you một số bạn ở đây có khả năng là mình có bạn bè giúp đỡ hoặc là ai đó giới thiệu các bạn với nhau hoặc là trong tình yêu này các bạn có thể là sẽ xem những cái sự gọi là những cái chương trình ha về nói về tâm lý người yêu như thế nào chẳng hạn hoặc là tình yêu này có thể là các bạn sẽ xin hỏi lời khuyên ý kiến từ những người bạn thân ha để giúp cho bạn có thể tháo gỡ ừ. hoặc là bạn hay xem tarot để xin lời khuyên vân vân tình yêu này thì sẽ um, giúp cho các bạn có sự trưởng thành hơn rất là nhiều học được bài học của mình nhưng mà có thành hay không là do các bạn nữa ha? do cái cách mà các bạn đối xử với nhau cho nên là tình yêu này còn phải express do lớp thổ lộ tình cảm mới được ừ. gắn kết với nhau một cách gọi là kháng khích thì nó mới thành công còn gọi là phớt lờ nhau hoặc là thích dành thời gian riêng cho bản thân nhiều hơn mặc dù rất cũng rất là thích chiều chuộng người yêu nhưng mà lại thích đọc sách nghiên cứu dành thời gian để làm việc quá nhiều mà không cảm thấy như có cái cảm giác an toàn có người yêu rồi an toàn mà không quan tâm đến họ thì rất là dễ bị vụt mất họ ha rồi để mình xem cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn của người đó cự giải bảo bình xử nữ bạch dương Sông Ngư Thiên Bình Sư Tử Song Tử Market Rồi, chữ cá trong tên Chữ L Chữ O F G S A U G Y dài để mình xem khi nào các bạn có thể gặp được nhau Đây mình thấy khả năng là một số bạn các bạn sẽ gặp nhau vào tháng 11 à, Hoặc là tình yêu này thì có thể là các bạn phải có một sự công bằng bình đẳng Hoặc là cân bằng với nhau thì nó mới có thể gọi là thành công và hạnh phúc được ha. Một số bạn có thể gặp nhau vào tháng 9 hoặc là tháng 10 Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn.